Office Sài Gòn, cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987 110011. Đã chính thức mở màn cho chương trình truyền thông, khảo sát và tôn vinh thương hiệu mạnh quốc gia, doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc năm 2019. Chương trình được diễn ra tại Nhà hát Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu mạnh quốc gia, doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc năm 2019. Mục đích là trân trọng và biểu dương, tôn vinh kịp thời những thành quả đạt được của doanh nghiệp, doanh nhân đã xây dựng nên một thương hiệu mạnh cho quốc gia, đem lại sự thịnh vượng và đột phá kinh tế đất nước vươn lên tầm cao mới, sẵn sàng hòa nhập kinh tế thế giới. Sau đây, xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sẽ lên trao chứng nhận biểu trưng cho các đơn vị đạt tiêu chí chương trình. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin công bố và vinh danh các doanh nghiệp có tên sau đây lên sân khấu nhận giấy chứng nhận và biểu trưng. Xin trân trọng vinh danh Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket. Đi qua chặng đường gần nửa thế kỷ, công ty cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực là mì ăn liền mang đặc trưng của người Á Đông. Sản phẩm của Colusa Miliket ngày càng phong phú với các mặt hàng thực phẩm chế biến để phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng trong tương lai. Xin trân trọng kính mời Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Office Sài Gòn. Với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt huyết, năng động, chúng tôi không ngừng trao dồi và cập nhật các kiến thức về sản phẩm trên thị trường để đảm bảo mang lại những gì tốt nhất cho khách hàng với dịch vụ tư vấn văn phòng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kangnam Korea với hệ thống phòng điều trị công nghệ cao, các công nghệ mỹ thuật thẩm mỹ mới nhất. Các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản về chuyên môn, năng động, sáng tạo, nghiêm túc, cẩn thận. Kangnam Korea hướng đến đẳng cấp quốc tế hàng đầu. Chương trình truyền thông, khảo sát và tôn vinh thương hiệu mạnh quốc gia, doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc năm 2019. Mục đích là trân trọng và biểu dương, tôn vinh kịp thời những thành quả đạt được của doanh nghiệp, doanh nhân đã xây dựng nên một thương hiệu mạnh cho quốc gia. Một lần nữa xin chúc mừng các doanh nghiệp và xin mời hai vị đại biểu cùng lắng lại sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng với các doanh nghiệp. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng và vinh danh các doanh nghiệp được tôn vinh trong đợt đầu tiên chương trình truyền thông khảo sát và tôn vinh thương hiệu mạnh quốc gia, doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc năm 2019. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến. Office Sài Gòn, cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987 110011.